Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình lại muốn cập nhật cho mọi người những thông tin mới nhất liên quan đến cái việc là mở lại đường bay quốc tế, cụ thể là đã có những chuyến bay thương mại đến 6 quốc gia mà có cái chỉ số an toàn cao để đưa đón công dân của Việt Nam trở về nước. Và đây đang là cái câu hỏi của rất là nhiều người quan tâm trong suốt thời gian vừa qua, kể từ khi mà dịch bệnh nó bùng phát trên diện rộng thì những người Việt Nam xa xứ muốn được trở về quê nhà trong lúc này thì mọi người đều biết rằng nó vô cùng khó khăn, bởi vì những chuyến bay nhân đạo thì nó vô cùng ít ỏi, còn đối với một số chuyến bay thương mại thì mọi người biết rằng thì mới chỉ những ngày đầu tháng 9 khi mà chúng ta cũng đã biết được cái thông tin về chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua cái việc là sẽ mở lại một số cái đường bay đến một số cái quốc gia dự vào khoảng giữa tháng 9 năm 2020. Thì đây nó đang nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người trên toàn thế giới, là những người Việt Nam xa xứ. Vâng, thì thưa tất cả quý vị rằng là rất là nhiều người quan tâm rằng là khi nào thì chính phủ Việt Nam sẽ có những cái thông tin chính thức về cái việc là sẽ cấp lại cái đường bay để cho mọi người có thể được về. Thì hôm nay ở video này mình muốn lại cập nhật cho mọi người cái thông tin mới nhất liên quan đến việc đó. Cụ thể thì hôm nay mình chỉ cập nhật được cái vấn đề ở Đài Loan về Việt Nam để cho những anh chị em nào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đài Loan thì mọi người có thể biết được cái giá, cái mức giá mà chúng ta từ vị Đài Loan trở về Việt Nam là hết khoảng bao nhiêu tiền để cho mọi người có thể tham khảo. Còn ở một số quốc gia khác thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Còn đối với những anh chị em nào Đài Loan thì mình thấy rằng cái mức giá mà để có thể từ Đài Loan trở về Việt Nam thì mình thấy rằng nó không hề nhỏ một tí nào, nó khá là khủng so với cái mức thành mà của lao động phổ thông như mình. Thì mình nghĩ rằng anh chị em nào đang có công việc ổn định thì mọi người hãy tiếp tục ở lại làm việc để kiếm tiền. Khi nào mà cái việc là cái giá vé này nó thuyên giảm một chút thì chúng ta hãy nên về. Còn bởi vì nếu như về trong lúc này thì mọi người sẽ phải mất một cái khoản tiền khá là nhiều. Thì mình sẽ cập nhật cụ thể để cho mọi người được biết là hiện tại thì chuyến bay thương mại đang thí điểm tại một số điểm chuyến bay để đưa công dân của Việt Nam trở về nước. Thì các đối tượng như đối tượng sau sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam. Thì người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân, chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân, người nước ngoài của công dân Việt Nam, thì người Việt Nam từ nước ngoài trở về. Thì đối tượng không được đăng ký trên các chuyến bay thương mại này thì có bao gồm người gốc Việt mang quốc tịch Đài Loan không được tính, người bất hợp pháp cũng không được đăng ký trên chuyến bay này và trẻ em dưới 12 tuổi cũng không được đăng ký. Thì như vậy thì mọi người biết rằng thì mà ngoài cái việc là chuyến bay thương mại thì chúng ta cũng biết rằng vẫn còn những cái quy định rất là khắt khe khi mà những cái người không được về, là bao gồm có người Việt Nam mà đã sang Đài Loan, có quốc tịch Đài Loan thì cũng không được trở về trên những chuyến bay thương mại, hoặc là người những bất hợp pháp cũng không được đăng ký trên những chuyến bay thương mại, và còn có cả trẻ em dưới 12 tuổi thì cũng không được đăng ký trên những chuyến bay thương mại này. Thì chắc hẳn rằng mọi người sẽ quan tâm đến cái mức phí là bao nhiêu tiền thì mình sẽ nói để cho mọi người có thể tham khảo. Thì nếu như ở khu vực cách ly 14 ngày thì với cái giá là 35 triệu trên một người trong vòng 14 ngày. Nếu ở khu vực cách ly tập trung từ 2 đến 4 ngày, sau đó cách ly tại khách sạn 4 sao thì với cái giá là 55 triệu trên một người một phòng. Còn nếu ở phòng đôi thì số tiền là 45 triệu trên một người. Và nếu như ở khu vực cách ly 2 đến 4 ngày, sau đó về khách sạn 5 sao thì có cái giá là 65 triệu trên một người trên một phòng. Còn nếu ở phòng ghép thì có cái giá là 57 triệu trên một người trên một phòng. Vâng, như vậy thì những cái chi phí bên trên thì nó đã bao gồm vé máy bay từ Đài Loan về Việt Nam, xe đưa đón sân bay về cơ sở cách ly, ăn ở theo quy định tại cơ sở cách ly, chi phí test Covid 2 lần. Trường hợp cách ly tại khách sạn thì bạn đã có cả bao gồm chi phí cách ly, chi phí 4 ngày tại cơ sở cách ly cộng với 10 ngày ở khách sạn. Được trong cái này thì mọi người biết rằng thì nó không bao gồm chi phí xét nghiệm tại Đài Loan và chi phí di chuyển ra sân bay tại Đài Loan. Thì cái giá bên trên là mình nói mọi người là nó chỉ có cái giá tại ở Việt Nam, còn ở Đài Loan trước khi mọi người lên được máy bay thì sẽ phải làm xét nghiệm một lần và tất cả các chi phí di chuyển thì mọi người sẽ tự chi trả. Thì dự kiến các hãng bay hàng không Việt Nam sẽ bay vào thứ 5 hàng tuần trong tháng 10. Thì trong tháng 10 sẽ có 3 chuyến máy bay thương mại để về Việt Nam thì mọi người có thể tham khảo có nên về hay không. Một chuyến đầu tiên thì vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, chuyến thứ hai vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 và chuyến thứ ba là vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Vâng, như vậy thì đây là những gì mà mình muốn cập nhật để cho những anh chị em nào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đài Loan mọi người có thể tham khảo. Thì với cái mức phí thì mình nghĩ rằng là nó khá là khổng lồ mọi người ạ. Bởi vì với một cái mức lao động phổ thông như mình hiện tại đang nhận lương phổ thông thì với cái mức giá hiện tại thì mọi người biết rằng nếu cách ly tập trung 14 ngày ở khu vực cách ly tập trung ấy thì nó có cái giá là 35 triệu rồi. 35 triệu cộng thêm với cả một lần xét nghiệm tại Đài Loan và các chi phí nữa thì mình nghĩ rằng nó rơi vào tầm 40 triệu. Vâng, thưa các vị là
40 triệu này thì với một cái mức lao động phổ thông như mình tại Đài Loan thì không có công ăn việc làm nhiều, không có việc tăng ca ấy, thì có lẽ rằng mình đã phải mất 4 tháng để mình chuẩn bị tiền để cho mình có thể một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Như vậy thì mọi người có thể nói rằng là đây là một cái chi phí khá ngất ngưởng so với những cái việc mà trước khi Covid diễn ra. Trước khi Covid mà có thì mọi người biết rằng thì với cái thời buổi hiện tại thì một chuyến bay một chiều mà về đến Việt Nam thì rơi dao động từ khoảng từ 2 đến 5 triệu thôi. Nhưng hiện tại thì nếu mà để về đến Việt Nam sau 14 ngày cách ly mà về đến nhà thì chúng ta phải bỏ ra số tiền là tới 40 triệu đồng nếu như mà ở trong các doanh trại quân đội. Còn nếu mà muốn ở các khách sạn thì nó có số tiền lên tới là 55 triệu trên một người trên một phòng, và khoảng 45 triệu nếu như một phòng đôi. Còn nếu như ở khách sạn 5 sao thì mọi người có thể tham khảo được cái giá là 65 triệu trên một người trên một phòng. Còn nếu ở phòng kép thì có giá là 57 triệu trên một người. Thì mọi người biết rằng thì đây là một cái giá thành mà nó không hề dễ chịu một tí nào. Và mình có lời khuyên tất cả mọi người rằng nên cân nhắc có nên về hay không. Bởi vì nếu như bỏ ra một số tiền khá là nhiều như thế này, nếu mà về nhà mà chúng ta không có cơm ăn việc làm ngay mà lại thất thểu đi chơi thì có lẽ rằng là rất là buồn. Bởi vì tất nhiên nhiều người cũng rất muốn về trong lúc này, nhưng mà sau khi tham khảo được cái mức giá này thì chắc là có lẽ nhiều người cũng đã phải ái ngại, phải quan ngại về cái vấn đề là chúng ta có nên về hay không. Còn thực hư cái giá này thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là chát. Mình không hiểu tại sao mà lại có cái giá khủng khiếp như thế này. Trong khi đó thì mọi người đều biết rằng lúc này tất cả những người muốn trở về quê nhà thì đa phần là các lao động. Mình nói rằng đa phần là các lao động bởi vì họ đã mắc kẹt tại các nước sở tại khá là lâu rồi. Lúc này thì người nhà cũng đã mong ngóng, và người lao động thì họ cũng không có công ăn việc làm, không có tiền để mà duy trì tiếp nữa, và họ đang rất muốn về trong thời gian này. Hiện tại thì với cái mức giá này thì mình nghĩ rằng là có lẽ rằng họ có thể ở đây ăn mày, chứ họ cũng không có tiền để mà về được mọi người ạ. Bởi vì với cái giá khoảng 40 triệu trên một chuyến bay chỉ có một chiều từ Đài Loan và về đến Việt Nam như thế này thì thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng của mình. Như mình lao động hiện tại thì mình cũng phải mất 4 tháng thì mới chuẩn bị được cái số tiền để mà về quê nhà như thế này. Thì có lẽ rằng là mọi người cũng nên suy nghĩ xem là có nên về hay không. Thì đây là những cái mức giá mà mình đặt ra, mà mình đào tìm kiếm được ở trên mạng xã hội mà đang được rất là nhiều người chia sẻ. Thì mình muốn cập nhật để cho anh chị nào biết, có thể nếu chúng ta muốn về trong thời gian tới thì tháng 10 cũng sẽ có 2 chuyến, và 3 chuyến vào ngày mùng 8, mùng 15 và ngày 22 tháng 10. Thì đây là 3 chuyến bay thương mại sẽ bay từ Đài Loan về Việt Nam. Và tất cả các chi phí thì mình cũng đã nói để cho mọi người được biết, thì nó cũng thật sự là mọi người là nó không hề nhỏ, không hề ít một tí nào. Và trong khi đó thì lại có 3 cái trường hợp là sẽ không được về Việt Nam, đó là những người Việt Nam mà đã sang Đài Loan có chứng minh thư ở tại Đài Loan thì không được về trên những chuyến bay thương mại này, và những người bất hợp pháp thì cũng không được lên những chuyến bay thương mại, và còn nữa là những chị em dưới 12 tuổi thì họ cũng không cho đăng ký những chuyến bay thương mại này, và những người này thì chỉ có thể đi được ở trên những chuyến bay nhân đạo. Thì đây là một cái việc là mình thấy rằng cũng khá là buồn khi mà phải bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy, nhưng mà những người này cũng đã bị không được đưa lên những chuyến bay thương mại. Thì đây là cái việc là mình không hiểu được, đây là do phía chính phủ của Việt Nam họ quy định thì chúng ta cũng phải tuân theo thôi. Thì có những đây là những cái thông tin mà mình muốn cập nhật để cho anh chị em nào mà có khả năng về được thì chúng ta hãy về. Còn về mà với số tiền nhiều như thế này thì mọi người cũng nên cân nhắc, bởi vì theo những cái thông tin mình cập nhật được thì đấy bảo là cách ly từ 2 đến 5 ngày, nhưng mà chúng ta đây không thấy cập nhật đến vấn đề từ 2 đến 5 ngày. Và mình cũng đã cập nhật được về cái việc là về Việt Nam ấy thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm ngày hôm đầu tiên xuống sân bay, và đến ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa, và sau nếu như mà vẫn âm tính thì chúng có thể là sẽ được về nhà cách ly tại nhà. Thì đấy là những thông tin mình cập nhật được. Còn cái việc 14 ngày mà ở tại khu vực cách ly như vậy thì mọi người biết rằng nó phải chi trả một khoản tiền là lên tới 35 triệu tiền Việt Nam tại Việt Nam. Còn các khoản khác tại Đài Loan nữa thì mình nghĩ rằng là về đến nhà thì chúng ta phải rơi vào tầm khoảng 40 triệu rồi. Đấy, thì mọi người biết rằng là thì đây là cái gì mà rất là nhiều người mong muốn trong thời gian vừa qua, thì hôm nay mình đã cập nhật để cho mọi người được biết. Còn ở một số các cái quốc gia khác ấy thì mình sẽ cập nhật cho mọi người ở một số cái video sau, bởi vì thông tin này thì mình không phải lúc nào mình cập nhật được ngay một lúc để tất cả các quốc gia ấy, thì mong mọi người thông cảm. Vì rất là nhiều người cũng có hỏi mình trong thời gian vừa qua thì một số cái nước mà chưa được chỉ định của chính phủ Việt Nam thì chắc chắn là cũng không có những chuyến bay thương mại. Và hiện tại thì chỉ có một chuyến số chuyến bay hồi hương ấy, chuyến bay thương mại thì mọi người biết rằng thì mới chỉ cấp phát cho được có 6 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Lào, Campuchia. Vâng, như vậy thì dân chung là đây là một số cái nước mà có chỉ số an toàn cao, hay là như Nhật Bản và Đài Loan thì là hai cái nước mà cái lượng người xuất khẩu sang đó khá là nhiều và cái lượng người muốn trở về rất là nhiều. Thế nên là chính phủ Việt Nam cũng đã xem xét cái việc là sẽ cấp phép lại cho hai cái đường bay lớn đấy trước. Còn Đài Loan thì như mọi người biết rằng thì sau những chuyến bay nhân đạo thì chúng ta đã có những chuyến bay thương mại để cho mọi người có thể trở về được quê nhà trong thời gian tới. Nhưng mà với mức tiền như vậy thì mình nghĩ rằng thì nó sẽ ngoài cái sức tưởng tượng của những người lao động phổ thông. Hiện tại thì Đài Loan thì công ăn việc làm lúc này thì cũng rất là hạn chế, việc làm lúc này thì rất là ít, và nhiều các công ty thì họ cũng đã cho công nhân nghỉ ăn không lương rồi. Nhưng mà không lương thì mọi người cũng không thể về được trong cái lúc này, thì mọi người có thể biết được rằng cái cảnh lao động xa xứ nó khổ như thế nào. Thì hôm nay là mình đã cập nhật để cho anh chị em nào có cái ý định mà muốn về
thì mọi người có thể tham khảo được cái giá đó, bởi vì mình biết rằng lúc này thì ở Đài Loan thì rất nhiều người cũng đang rất là ngóng lòng muốn về, và rất nhiều người đang chờ những chuyến bay thương mại như vậy. Nhưng mà liệu rằng khi biết được cái giá mà mình sẽ phải bỏ ra cho một chuyến đi hành trình từ Đài Loan về đến Việt Nam như vậy thì mọi người có về hay không, hay là tiếp tục ở lại làm việc, thì mọi người cái này thì mọi người cũng có thể tự cân nhắc, vì đây chỉ là những cái thông tin mà mình muốn cập nhật để cho anh chị có thể tham khảo được. Nếu chúng ta có điều kiện thì hãy trở về trong tháng 10 này, cũng đã có 3 chuyến để cho mọi người có thể lựa chọn ngày để về được. Và như vậy đây là những thông tin mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết, và thông tin gì mới thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Còn video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.